Vâng, chào các quý anh em. Hôm nay shop Zipman.vn lại tiếp tục giới thiệu với anh em một mẫu bật lửa Zippo cao cấp anh em nhé. Đây, mình sẽ lấy luôn sau cho anh em xem. Chiếc Zippo này có chất liệu bằng đồng nguyên khối, đánh bóng và khắc hình cô gái ở trên cái mặt trước của chiếc Zippo này. Rất là óng đẹp. Mẫu này là hàng USA anh em nhé. Sản xuất tại USA luôn và được công ty Zippo Việt Nam phân phối. Sau đấy shop sẽ nhập về và phân phối ra thị trường. Đấy, cái này shop sẽ bảo hành trọn đời anh em nhé, nên anh em yên tâm. Vỏ nó bằng đồng, dùng không bao giờ bay màu được. Bản lề thì đây, bản lề rất tròn, đều và đẹp. Bản lề có 5 chấu anh em nhé. Còn sau nó thì như thế này. Đấy, cái này thì nó sẽ hơi có sức tơ lông mèo anh em nhé. Đấy. Tại vì nó là dòng bóng lì thì nó từ nhà máy sản xuất ra nó đã như thế rồi. Cây này shop cũng chỉ có 2 cây thôi. Hết 2 cây này shop sẽ không không nhập nữa. Mộc đáy thì mộc đáy lồi anh em nhé. Mộc đáy lồi sản xuất năm 2019 luôn. Các nét khắc là rất là tinh xảo. Bây giờ shop sẽ test tiếng kêu. Để mặt sau đấy. Bóng lì tiếng kêu đây, cái dòng này tiếng kêu không được hay, tiếng kêu không không phải là hay cho lắm. Đây, bên trong thì như thế này, vỏ bằng đồng, buồng đốt ruột màu vàng. Đấy, vẫn như mọi khi thì hàng thật thì cố đá phải cao tròn và bằng đồng. Đấy, hàng giả thì nó sẽ thấp hơn như thế này. Để hôm nào shop sẽ lấy cái kệ hàng giả sâu cho anh em xem. Bánh xe thì sẽ cắt xéo sâu hình quả chám. Nên như thế đánh lửa mới bén. Đây. Tim thì có quấn một dây đồng. Nhiều dây đồng đấy anh em, quấn dây đồng. Đấy. Rất là chắc chắn. Shop bảo hành trọn đời nên anh em dùng rất yên tâm. Đấy, ruột nó thì sẽ như thế này anh em nhé. Những cái ruột thì thường sản xuất ra là nó cũng hơi có sức tơ rồi. Sản xuất năm 2019. Đây, thay đá. Và đây, bơm xăng vào đây. Cái này giá là 990.000 anh em nhé. 990.000, bảo hành trọn đời. Ok, anh em nào muốn mua thì nhanh tay alo cho shop theo số điện thoại bên dưới ạ. Còn những anh em nào trên YouTube thì nhớ đăng ký kênh nhé. Shop sẽ còn nhiều video để cho anh em xem đấy ạ. Vâng, chào anh em.